Khi mà chia tay vẫn còn rất là yêu. Nhưng mà yêu nhau mà tại sao lại sợ đến với nhau? Không thấy được tương lai. Với lại trong cái thời gian các bạn này thì cũng có thay đổi với em. Và em cảm thấy giống như là bị tủi thân á. Và em mới cảm thấy chán nản rồi. Trước đó là 7 ngày là sẽ là ngày kỷ niệm 1 năm của bọn em. Thì em nói là thôi bây giờ mình cho nhau thời gian để mình suy nghĩ lại mình có nên tiếp tục với nhau hay không. Và bạn đó cũng thừa nhận rằng là đúng là hai đứa có rất là nhiều vấn đề. Và anh nghĩ là anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Rồi bữa đó hai đứa hẹn nhau đi uống nước. Rồi xong rồi hai đứa mới ngồi ai về nhà nấy. Chưa tới 7 ngày, tới ngày thứ tư thì bạn nó mới nhắn tin hỏi em có muốn quay lại hay không. Lúc nào cũng là con trai. Thật sự là em cũng nản lắm rồi. Thì em mới bảo là thôi mình dừng lại. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là em còn rất rất nhiều tình cảm với người này. Và em đã chủ động liên lạc lại để quay lại với nhau. Nhưng bạn đó không đồng ý. Cái chuyện mà hai người lúc bắt đầu xuất phát điểm là đồng ý cùng một thời điểm. Đúng. Là mình tách rời nhau ra. Đúng. Nhưng rồi khi mà cả hai mong muốn quay lại thì lúc người này muốn thì người kia không muốn. Đúng, và ngược lại, đúng không? Tôi nhớ trong bộ phim BS I Love You á, là có một cái đoạn là cái bạn bartender hỏi nữ chính là thật ra cuối cùng là phụ nữ nghĩ cái gì. Thì người nữ chính mới nói với cái người bartender là gì? Thật ra phụ nữ họ không biết họ muốn cái gì đâu. Bản thân họ chết không biết thì làm sao biết. Giống như đáy đại dương. Đi đáy đại dương đúng không? Đáy đại dương nó đang còn cái đáy. Sâu thẳm. Cái đáy đại dương nó còn cái đáy. Nhưng mà sao cái mối tình này thật là có hối hận không? Nếu mà lúc đó mình chịu chấp nhận cái lời quay lại của người chàng trai đó thì chắc có lẽ. Em là người cũng khá là lý trí trong công việc lẫn tình cảm. Nhưng mà cái thời điểm mà khi mà em chủ động quay lại với người đó thì em xác định rằng là em sẽ không quan tâm tất cả mọi thứ nữa. Nhưng mà người đó không đồng ý. Thì lúc đó giống như là kiểu tất cả mọi hy vọng của mình đều bị dập tắt hết. Cũng giống như lúc mà bạn trai đó gọi cho bạn để hỏi cái việc mà quay lại hay không, bạn cũng say no thì bạn nó cũng bị mất đi cái tự trọng ấy. Nên là nó bị tổn thương. Nó bị tổn thương chút ấy. Em nghĩ là tại sao nếu mà con trai thì vẫn còn yêu, rõ ràng là khi mà phụ nữ người ta đã bỏ hết tất cả, người ta kêu quay lại rồi thì tại sao con trai không bỏ con đi cái tôi? Con trai vẫn có niềm kiêu hãnh của tôi, của đàn ông. Vẫn có niềm kiêu hãnh của con trai mà. À, có nghĩa là đằng cái tôi của đàn ông còn cao hơn cả tình cảm của phụ nữ dành cho họ. Tại vì đôi lúc á, nó có những quyết định của người đàn ông nó mang cái tính chất, cái giá trị rất là lớn. Cho nên là họ, ví dụ như họ đã bị sai lầm một lần rồi thì họ buộc không được sai lầm lần hai. Tại vì nếu mà lỡ cái sai lầm lần hai, cái hậu quả nó nhiều hơn lần nhất, lần đầu tiên thì như thế nào? Thật ra đàn ông á, dù cho có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong tình yêu họ cũng là con nít hết. Họ luôn luôn mong muốn được yêu chiều, được cưng chiều. Và một khi mà họ là yêu một cách thật lòng mà họ yêu bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu một khi mà họ bị tổn thương rồi thì đau lắm em. Dạ đúng rồi á. Ủa em xem biết đàn ông hay quá vậy? Thật ra là vậy nè. Em không có làm việc với nữ giới nhiều. Em làm việc với nam giới là chính. Và tại vì trong đoàn phim của em đa số là 90% là con trai rồi. Những bạn talent trẻ của công ty em thì cũng là những bạn nằm trong lứa tuổi đang yêu và mới lớn. Và khi mà em làm việc với họ dài như vậy á, thành ra là em tự thấy được là đàn ông con trai họ rất là yếu đuối á. Yếu đuối thiệt. Tại vì em nói hộ lòng chúng tôi. Nói tiếp đi Vân. Không phải là em binh. Nhưng mà cái này là có thể là do một phần kinh nghiệm của em thôi. Họ rất là dễ tổn thương, có nghĩa là phụ nữ cho dù nhìn rất là mềm yếu nhưng thật sự ra nhiều khi cô gái rất là mạnh mẽ. Đàn ông thì khác. Ví dụ như là anh ta càng lạnh lùng á, hay là anh ta càng kiểu như là bất cần á, thì khi mà chỉ cần tổn thương anh ta một cái thôi là anh ta giống như là cả thế giới quay lưng lại bên tay á. Phải có một thời gian dài ra người ta mới ổn được cái chuyện đó. Cảm ơn thầy quá. Cảm ơn Lúc Vân đã nói những nỗi niềm của chúng tôi. Những cánh mày đâu. Anh không ngờ là Lúc Vân lại có thể hiểu tâm tư người đàn ông đến như vậy. Hiểu chứ. Anh hỏi em một câu được không Vân? Tại sao em hiểu đàn ông đến như vậy mà em chưa có người yêu nữa Vân? Dạ chính vì em hiểu là em không có. Có nghĩa là em quá hiểu nên thành ra rất là khó. Không phải, anh bảo không sợ, sợ cho người được mình yêu đau lòng. À. Nên vậy mới không tìm được người yêu. Tôi nghĩ là từ số sau tôi sẽ mời Lúc Vân ở đây ngồi làm MC nữ với tôi luôn. Phân tích tâm lý đàn ông. Vi, anh hy vọng rằng là câu chuyện của em thì mình đừng để cho mình bị nuối tiếc một lần nào nữa. Nếu mà lúc đó yêu được người ta thì cứ nói là yêu, chứ đừng có làm tổn thương người ta một lần rồi, từ chối người ta một lần rồi thì cái cơ hội quay lại nó có nhưng mà nó ít lắm. Cái là kinh nghiệm đàn ông chia sẻ. Đúng rồi. Đây là em thôi. Không yêu thì nói một điều cho xong, càng yêu nhiều chia tay càng phủ. Ai vậy? Ai vậy? Câu chuyện của ai vậy? Wow, cô giáo dạy piano xinh đẹp Việt Vân. Xin chào mọi người, mình tên là Việt Vân. Thì đối với mình á, hồi xưa á thì hay sử dụng cách của mấy bạn nãy giờ kể chuyện, nhưng mà về sau này thì mình càng cảm thấy là nếu đã không yêu nhau
và không cho nhau được hạnh phúc và không có tương lai á, thì mình sẽ chọn cái cách là chia tay thẳng, mình nói thẳng. Vân thì có hai dạng người yêu, một là người Vân yêu nhiều và một là người yêu Vân nhiều. Dạng đó nhiều ai cũng có hai dạng đó hết trơn. Nhưng mà ý là dù cho có hai dạng người đó đó, nhưng mà Vân vẫn chọn cái cách là Vân nói thẳng. Vân quen một cái anh kia, tìm hiểu nhau cũng được 2-3 tháng á, nhưng mà bởi vì cái tính Vân á là nếu mà không có cảm xúc nữa, không có thích người ta nữa là không có giả bộ đi bên người ta được. Thế là cũng không có chọn cái cách tránh né, bởi vì rất là khó chịu, mình cảm thấy phiền lắm. Thế xong thì anh đó cứ rủ đi chơi hoài thì Vân không có né, Vân từ chối đi chơi. Nhưng mà rủ đến lần thứ 2, thứ 3 thì Vân nhắn tin, Vân nói thẳng là thôi em thấy là mình không có hợp nhau đâu, em không có thích anh nên là mình chia tay đi. Phụ đừng có nhắn tin lại cho em nữa, em không trả lời đâu. Hơi phụ. Em chia tay người ta chỉ bằng một tin nhắn thôi đó hả? Em không gặp mặt người ta luôn hả? Em cũng nghĩ là không nên, cũng không nên gặp mặt người kia, nó chèo kéo á. Đúng rồi, cái dạng người mà Vân yêu nhiều á thì rất là sợ gặp mặt, bởi vì biết là mỗi lần gặp mặt là người ta hiểu tính mình á, người ta sẽ dùng cách này cách nọ mà để cho mình nguôi ngoai á, thì để mình quay lại, và bị rất là nhiều lần rồi. Ví dụ như là cách gì, em chia sẻ cụ thể đi để biết mình né. Ví dụ biết tính em là thích đi ăn. Bình thường thì không cho ăn đâu, bình thường thì kêu mập lắm đừng ăn, nhưng mà cứ mỗi lần cãi nhau là dắt đi hết chỗ này chỗ kia ăn, xong rồi kiểu và nói chuyện. Người yêu của em đa số là nói chuyện rất là hợp và hài hước, nên là biết em thích kiểu nói chuyện như vậy, nên là cũng tìm mọi cách để cho em cười. Kiếm được cái người như vậy hiểu tính mình, nên là dùng mọi cách vậy. Thế em mềm lòng cái là hết lần này khác. Cái xong sau này em rút kinh nghiệm rồi, em sau lần chia tay thứ 9, thứ 10 đó thì em chỉ nhắn tin thôi. Bao nhiêu thứ 9, thứ 10 á? Wow. Một người hay em hả? Một người mà 9-10 lần á. Quen bao lâu quen cỡ 2 năm. Hai năm có người hơn rồi. Chúng mình 2 năm có giờ khoảng 2 tháng là chia tay nhau một lần. Thưa quý vị, bộ phim Cô Dâu 8 tuổi được lấy cảm hứng gì trên truyền tình của Việt Vân thưa quý vị? Không, nhưng mà sau này thì hết rồi. Sau này thì cảm thấy là nếu mà mất thời gian quá thì em chia tay thẳng luôn. Sau 10 lần chia tay. Rồi cuối cùng bây giờ chia tay được chưa? Thì chưa biết, nhưng mà block rồi thì bây giờ thì thấy yên rồi. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn hả? Cứ mỗi lần mà Vân chia tay ấy thì hầu hết nó đều có một cái chiêu thức thôi, đó là block người ta, không nhắn tin, không nói chuyện. Mà như vậy cứ 8-9 lần có một chiêu như vậy xài hoài thôi, thì Vân có thấy là người ta có hiệu quả không? Vân nghĩ là tùy người. Thì có người hồi xưa Vân block rồi là họ hiểu rồi, tức là cái lòng tự trọng cao á, nên là họ tìm, hay là không có là họ im luôn, đứt luôn. Yêu nhau 9-10 lần rồi bây giờ kêu người ta tự trọng không cao. Không, nhưng mà có những người khác á thì thật sự nhây. Cứ mỗi lần em thử unblock ra coi là ảnh có bình thường chưa, thì sau này làm bạn cũng được. Nhưng cứ mỗi lần unblock ra là lại bắt đầu tìm lại. Là kinh nghiệm của em á là nhắn tin chia tay trước, sau đó thì block. Thì đối với em thì cái đó nó cũng hiệu nghiệm. Trong tất cả các cách mà chia tay, em thấy cách của chị đó là nó phụ nhất luôn. Tự nhiên đến một ngày thì có một tin nhắn gửi tới. Nhưng mà vấn đề là sớ, mình đang làm đúng nữa, mình tự nhiên đang bình thường, cái một cái sớ hiện ra thì bị block luôn, trả lời không được luôn. Biết lý do tại sao bạn ấy chia tay không? Là tại vì mình tốt quá, mình làm như vậy nhiều quá, mình hiểu quá cho họ chán. No, cái lỗi của mấy anh đó là mấy anh luôn nghĩ mấy anh đúng. Đó. Luôn nghĩ mấy anh quá tốt, mà thật ra là mấy anh đâu có đủ tốt nên người ta mới. Thì cái đó mới cần phụ nữ phải ngồi xuống nói chuyện với đàn ông. Thì lúc đó là dứt khoát rồi, lúc mà đưa lên bàn cân là chặt đứt luôn. Chia tay là xong rồi. Xong rồi tính nè, thí dụ như là tính chia tay, nhắn tin xong chia tay đúng không? Là canh tới giờ này, giai đoạn ảnh down nè, lóc luôn. Là không cho người ta trả lời, không cho người ta phản biện luôn. Vân cũng là một cái người nó hơi ích kỷ một xíu á, tức là khi mà tình cảm của Vân hết rồi á là Vân kệ người ta luôn. Cách của Vân nghe thì có vẻ phủ, nhưng mà nó có một cái hay là cái gì? Người ta nói á, thường muốn chia tay ai á thì hãy mài con dao cho thiệt là bén vô, sắc vô để chặt một lần cho đứt cho ngọt. Không có nguyên phải, chứ đừng có để dao bị mẻ mà cứ cứa nhau hoài. Tội nhau à, tội nhau, tội nhau. Không, đó là anh ủng hộ cái đó, anh thấy nó hay. Đây cũng là một cái để đàn ông mình học nè, đấy. Em nghĩ là cái cách mà nói chuyện thẳng thắn, dứt khoát á, cái đó là một phần mình tôn trọng người ta luôn. Và mình tôn trọng chính mình nữa. Khi mà em chia tay á, em không muốn hình ảnh của mình xấu trong mắt người ta. Để lại đây những đam mê cùng giấc mơ trẻ. Cuộc chia tay dằng dai nhiều hiệp, kéo dài như cô dâu 8 tuổi. Dạ, câu chuyện này đến từ một người bạn của Vân.
là em là Mi Xoa. Thôi em chơi chung với nhau thân quá thân nè. Cái cách của em thì nó không có phủ như của Vân. Em là cái người ngược lại, là cái người mà theo như Vân nói thì sẽ là cái người nhây nhất trong cuộc tình đó. Có tình nghĩa đúng không? Đúng rồi. Em có 4 mối tình thì 2 mối tình đầu tiên chia tay sao em quên rồi, tại vì quá lâu quá rồi. Em không có phủ đâu, chỉ là xong quên rồi. Tại vì lâu quá rồi. Đó, thì đây là mối tình gần nhất, là mối tình mà cô dâu 8 tuổi là quen bạn này 3 năm. Thì cái đoạn chia tay nhau kéo dài khoảng 3 tháng. Trong cái đoạn đó là chắc cũng phải cỡ chia tay cũng được 9-10 lần giống Vân á. Tức là cứ cãi nhau xong rồi chia tay, mà chia tay thì không nhắn tin, sẽ gặp mặt nói chuyện với nhau là ờ thôi không thấy hợp nữa thôi chia tay. Thì lúc mà chia tay thì là sự đồng ý của cả hai bên. Xong rồi sau đó kéo chia tay thì em cũng sẽ im lặng. Em về chừng khoảng 2-3 ngày sau bắt đầu em viết tâm thư, em gửi qua. Em nói là thôi bây giờ nghĩ lại cái đoạn đầu tiên là tại sao mình yêu nhau, tại sao mình quen nhau. Xong mình nghĩ về cái khoảng thời gian 3 năm nó có nhiều thứ quá. Không lẽ giờ vì cái chuyện này cãi nhau mà mình không quen nữa. Giờ hỏi là bây giờ còn thương đó, có muốn quay lại không? Bên kia nhắn tin trả lời không. Lần thứ nhất thử. Xong em lại im lặng và một thời gian sau em lại thôi giờ mình làm bạn nha. Giờ đó nói chuyện bình thường nhau vậy thôi, làm bạn xong. Tới một ngày đẹp trời mình gửi tiếp cái tâm thư nữa, mình nói giờ vẫn còn thương nè, quay lại lần nữa nha. Bạn vẫn trả lời không. Cũng gắn như vậy luôn quá hả? Bạn nói rất là phủ, rất là lạnh lùng. Có khi nào người ta kiếm được người yêu rồi không? Cái đó em không quan tâm. Thì em hỏi là có người yêu chưa, nó là nếu mà nói là chưa có thì mình biết là chưa có thôi, còn lại có hay không mình không quan tâm. Thì người ta muốn công khai hoặc là người ta giấu cái chuyện đó. Nhưng mà tình cảm của mình là vẫn còn, mình cứ nói với người ta biết. Đúng rồi. Mục tiêu của em là lúc nào là nếu mà mình cảm thấy là tối về nhà mình ngủ mà mình còn thấy nhớ người ta, mình còn thương người ta thì mình sẽ nói cho người ta biết. Và sau một thời gian em đã nói quá nhiều lần như vậy, nếu kéo lại nhiều lần như vậy mà vẫn câu trả lời vẫn là không, thì lúc đó em sẽ chấp nhận không. Và một khi mà em đã quay mặt đi thì sẽ không bao giờ có chuyện như lại lần nữa. Đó, phụ nữ là như vậy đó. Chỗ đó phụ nữ mới mạnh mẽ. Cái đó. Khoảng thời gian mà là từ cái lúc mà bắt đầu chia tay lần đầu tiên, xong cái đoạn mình níu kéo nhây như đó là bao lâu? Thì đối với bạn đó là khoảng tầm 3 tháng. Còn cái mối tình gần đây nhất là khoảng tầm 2 năm vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong. Có cảm giác của tình này nó dài. Thì nó mới là bộ phim truyền hình Ấn Độ mà. Cũng có bệnh nền rồi nhưng mà khi Covid thì cũng không có qua khỏi. Mất hồi năm ngoái, năm nay chắc cũng gần năm giỗ. Dạ. Nó với cái kinh thiện của bà Thầy Ngọc Đáng cũng có một bà. Dạ, cô Đáng. Dạ, cô Đáng. Hôm nay là ngày giỗ mất tròn một năm của cô Bạch Mai. Dạ. Cô Bạch Mai thì không có biết. Dạ. Xin lỗi, con xin lỗi. Cái đoạn này cắt nha. Dạ. Phải là một cái người rất là tình cảm và phải là một cái người rất là hiểu về người nghệ sĩ đó, cho nên mới đặt cái tình cảm của mình vào trong cái bài hát. Ở bển đó chị Đáng gì ở bển, sinh hoạt ở bển. Thì mình hiểu rõ chị, mình đã từng đi chung với chị, những chị em phải nói chị rất là dễ thương, phải nói đúng hơn là chị Hòa là một người quá là dễ thương luôn. Yeah. Cái cảm xúc của mình không thể nào mà hai vợ chồng không nghĩ tới mà ngay còn giống mình nói với chị Bạch Mai là lúc ở đây Hồ Quảng thì mình cái sở trường năm không phải là Hồ Quảng. Dạ dạ. Thì giả lại lúc đó mình ở ngoài nước ngoài mình cũng không có trực tiếp ở đây. Mình thử cũng không biết sao hết. Nhưng mà hồi nãy cô có nói là chú cũng có viết một bài cho chú. Cổ cũng nói với là nhiều người nói là bài nghệ sĩ nào quá cố anh cũng viết, tới trình phiên anh quá cố thì ai viết cho anh. Thôi để anh viết bài của anh trước. Nói nữa hồi là khóc đó. Không có muốn nghe bài đó. Nhưng mà bài đó thôi thì không có buồn. Mà vui đúng không chú? Bài đó là dắt nhắc là cuộc đời thôi chứ không phải là nói anh không muốn anh để đi cho quá cố anh, rồi. Là, anh nói hỏi. Mà chú tôi chưa nghe. Tôi chưa hát đi nghe. Không biết tỏa máy mà chưa nghe luôn. Tại vì không có thích đúng không? Hả? À, không có thích đúng không? Không có thích nghe bài đó đúng không? Mới nói thôi là nó đầm đầm cho lòng mình, nó trái tim muốn xe lại sao nghe được. Đường lắm. Nói hồi là khóc á. Chút nữa hát cho nghe. Vậy hả? Ăn cơm xong rồi hát ha. Trời ơi, mới hát luôn đó hả? Trời ơi, gì ra? Không, hát mà trong chương trình này nghe là hơn 100 tuổi đó. Ôi ơi, thầy ta luôn không ngờ luôn. Hơn 100 tuổi đó. Nghe luôn á, bữa nay là được nghe luôn đó. Có một người còn sống mà mình rất ái mộ mà mình cũng viết bài cho. Dạ. Đó là Má Ngọc Dào. Dạ. Có bài là Vòng Xoay Ký Ức. Trời, tên hay quá. Tại vì bữa đó má cũng nói là tầm 10. Người là viết cho má một bài. Tại vì lô má giật mình, má nằm bao, má thấy giống má đang diễn sân khấu vậy. Thì người ta mới viết một cái bài đó. Dạ. Tức là cái tâm trạng của người nghệ sĩ lấy đêm đêm nằm mơ
tôi nghe tiếng gọi tới tôi kia, cô Ngọc Giàu ơi. Dạ. Thì bắt đầu cổ nằm mơ, cổ quýnh quán là tại lúc đó mình chưa có make up xong, chưa có gì xong hết. Dạ. Thì tỉnh mộng ra thì quá ra mình đang nằm một mình chứ không có bạn diễn ở đâu hết. Vậy đó. Thì cái ý tưởng như vậy là xuất phát từ thì những cái vòng xoay ký ức nó cứ lẫn quẩn trong một người nghệ sĩ đã lớn tuổi và dạ. bạn diễn cũng không còn nhiều rồi viết cho chị Lê Thủy đó. Dạ. À, chị Lê Thủy cũng có là chú mà. Có những lúc chú viết như vậy thì con hỏi chú nha, chú có nhiều có lúc nào mà chú nghĩ về những người bạn diễn của mình ở tuổi của mình dần dần lại bỏ đi? Cái đó cũng là một ý tưởng mà ý tưởng đó thì bác Viễn Châu cũng đã viết cho bà Thành Được hát rồi, hát cái đoạn đó về khóc Hùng Cường, khóc Hữu Phước. Dạ. Thì bà Thành Được đã hát cái bài đó của bác Viễn Châu, nhưng mà Quốc Tuần gợi ý vậy thì mới mong chú suy nghĩ thêm và dạ. và viết thêm bài nữa. Không, đó là một ý. Còn một ý nữa là con muốn hỏi chú, chú cảm xúc có cái những lúc mà khi mà ngồi nghĩ lại về những người đồng nghiệp của mình, những người bạn diễn của mình bây giờ không còn nữa, thì những lúc đó thì chú có cảm xúc như thế nào? Mình thì cũng thương mình lớn tuổi hoặc là bệnh hoạn gì để mà giả từ cuộc đời này thì cũng thương cho người đó. Nhưng mà khi mình biết Phật pháp rồi, tới cái phút vô thường nào nó gọi rồi, gọi đến tên rồi thì cái người đó ra đi coi như là thoát được cái kiếp mà trần ai của cái cõi ta bà này đó. Dạ. cái cõi này không có phải là chỗ để mình dừng chân ghé tạm thôi, thấy không? Rồi đến một lúc nào mình cũng phải về cái nơi mà mình đã xuất phát, nơi mình ra đi. Đi tức là về. Dạ. Cho nên mình cũng mừng cho mấy người nghệ sĩ quá cố đó đã thoát được cái khổ, cảnh khổ của trần ai. Dạ. Dạ. Mình cũng buồn. Tại vì những cái kỷ niệm đối với những người mà đã diễn chung với mình thì tất cả cũng còn lại những kỷ niệm đẹp. Gần đây nhất đó là người bạn diễn mà đã tạo nên một cái thương hiệu. Đó là Thanh Kim Huệ. Đúng rồi, cô Thanh Kim Huệ. Biết cổ thì ngay lúc đầu quân cho công ty Kim Trung là đã gặp nhau rồi. Cô chú có thể nhắc một số kỷ niệm của chú với cô Huệ được không chú? Tại vì nhắc đến Chí Tâm thì chắc có lẽ là khán giả khắp nơi đều mặc định rằng là đây là Lan và Điệp đó, đều nhắc đến một cái vở tuồng kinh điển. Yeah. Đó thì với cô Huệ thì với đoàn Kim Trung thì ngày xưa thì lúc đó chú Điền với cô Huệ chưa cưới nhau. Yeah. Nhưng mà chú Điền rất là đeo, gọi là đeo đuổi. Đeo đuổi thôi, cô Thanh Kim Huệ dính khắn à. Dính khắn à. Thì anh em thì cũng diễn chung với nhau, thì mỗi người có cái duyên nợ với người kia cho nên mình không có thể nào mà mình giống như kiểu không có gần gũi như là những cái người mà độc thân. Yeah. Như cô Thanh Kim Huệ là còn độc thân đi nữa thì anh em thì có thể có sự gần gũi hơn hoặc là có những trêu chọc như là Quốc Thuận Ngọc Lan chẳng hạn, thì chọc qua chọc lại. Nhưng ở đây thì cái khoảng trống của mình không có nhiều. Sáng thì chương trình tập tuồng đoàn Kim Trung 9 giờ tập tuồng cho tới 12 giờ. Yeah. Có xếp sân khấu bây giờ gọi là đại trưởng đó. Đại trưởng tập vào bên em lại hết những chỗ tập tuồng rồi góp ý lẫn nhau, chứ thật ra ngày xưa danh từ đạo diễn nó không có. Chỉ có những người mà đóng vai đó trước đó hoặc là đóng cặp, như là giống như thời mà chú Chí Tâm về đoàn Kim Trung là thế vai của chú Minh Dương. Yeah. Chú Minh Dương năm đó bị động viên đi quân dịch. Yeah. Cho nên chỗ trống đó chú Tâm về thế. Thì những người bạn diễn như chú Minh Phụng hay cô Lệ Thủy thì nó là chỗ này anh Dương diễn vậy đó, thì để cho mình nắm cái sườn để mình biết cái đường dây để mà diễn với nhau. Yeah. Vậy thôi. Rồi xong rồi bữa trưa ăn cơm xong rồi sinh hoạt cá nhân tự do. Có khi chú còn trẻ thì mới với mấy anh bạn rồi xuống tắm sông, lội sông, rồi tối về ngủ trưa chút xíu. Yeah. Rồi tối lên màn diễn thôi. Lúc đó là đã diễn Lan Nhà Điệp chưa chú? Lúc đó chưa, khoảng 73 mới là quay thâu Lan Nhà Điệp. Thâu bằng audio, thâu bằng. Yeah. Tiếng thôi chứ không có hình. Yeah. Không có hình. Nhưng mà nhờ có cái là chú Loan Thảo hay ở cái chỗ là chú mường tượng ra được cái cách diễn ở trong cái câu ca cũng như là cái thoại đó. Cái thoại diễn như thế nào thì chú có góp ý. Như sau này người ta diễn không có ra ở cái chỗ là
cô Huệ là cô Lan đó, không bao giờ kêu anh đối với anh Điệp, không bao giờ dám kêu tiếng Anh hết đó. Ừ. Mà mỗi lần nhắc tới gần nói tiếng Anh thì cổ lại ngượng, cổ mới thay vào cái tiếng người ta. Chiều người nay ta. Bây giờ ví dụ con đọc kịch bản của nó, chiều nay người ta đi hả? Chứ quên rằng có cái chấm chấm chấm, chiều nay sắp nói anh nhưng mà không dám. Nói chiều nay người ta đi hả? Ồ, đoạn đó trời đứt ruột. Kịch bản để chiều nay người ta đi hả, thì sau này mấy em cứ đọc chiều nay người ta đi hả, thì cái cảm xúc nó không có liền như cái một cô gái nhà quê nữa muốn kêu anh. Hay quá, cái chứ đó. tự nhiên kêu người ta liền thì không hay. Hay quá, hôm nay nhờ chú nói đoạn đó mới phát hiện ra. Dạ. Mới phát hiện ra thì chính như vậy. Giống như lúc mà Điệp xin lỗi Lan thì cô không dám xưng anh nữa, tại bây giờ đâu có còn xứng đáng với cái tình cảm của cô Lan nữa. Mà lúc đó phải nói là tôi không biết nói làm sao để cho Lan hiểu được lòng mình. Thấy không? Chứ không phải là anh nữa. Cái lời xin lỗi mà đâu có dám nói xưng anh với người ta. Rồi cái bây giờ con muốn hỏi thêm là cái tuồng Lan và Điệp đó chú.